Vâng, Khánh Thành xin kính chào các bác. Hôm nay Khánh Thành sẽ test một dàn karaoke giá rất rẻ theo yêu cầu nhưng mà chất lượng rất là hay. Dàn karaoke bao gồm có một đài liền vang Boca AV888, một lân tiếng AX3000, một loa đôi loa Boca Bass 25 và một súp điện Martin Bass 30. Cấu hình thì rất là rẻ các bác nhá. Sau đây thì giới thiệu cho các bác đài liền vang AV888 mà các bác mua kèm với bộ micro HP11 này và đôi loa Boca thì giá sẽ là 4.650.000, thì bớt cho các bác 150.000 thì còn 4.550.000 các bác nhá. Nếu các bác lấy đôi loa Boca Bass 25 này 2.2, mic là 750.000 và đẩy là 1.750.000 cộng vào là 4.650.000 thì sẽ tính cho các bác là 4.500.000 các bác nhá. Đấy là cấu hình bao gồm có loa, mic và đẩy. Rồi các bác mà muốn lấy thêm lân tiếng này các bác nhá, AX3000 thì các bác cộng thêm là 1.050.000 và muốn lấy thêm súp điện Bass 30 thì các bác cộng thêm 1.800.000. Thế như vậy là khi mà các bác cộng thêm lân và súp thì sẽ là 7.400.000, thì các anh sẽ tính cho các bác 7.000.000 các bác nhá. Như vậy trọn bộ gồm có loa, mic, đẩy, lân và súp điện 30 thì chỉ có 7.000.000 thôi các bác nhá. Rất là ok. Còn khi mà để chống hú tuyệt đối thì các bác sẽ lấy cho thêm cho em một feedback là một chống hú XTR 2.0 loại màu đỏ này, loại mới nhất, giá khả năng bán rẻ nhất thị trường, chỉ 1.800.000 thôi nhá các bác nhá, hàng chính hãng Trung Quốc. Đấy, như vậy các bác muốn chống hú tuyệt đối thì các bác mua thêm chống hú 2.0 1.800.000. Ở đây thì với khoảng cách khoảng 3m và 2-3m và các bác bố trí loa hợp lý thì dùng mic HP11 này kết hợp với dàn này thì cũng không hú được các bác nhé. Thì sau đây test nhạc cho bác. Đang ghép là cấu hình 7.000.000 các bác nhé, bao gồm có loa, mic, đẩy, lân và súp. Thì lượt sẽ bớt súp thì cho các bác nhé, và bớt lân đi, bỏ lân đi để các bác xem là nó thế nào. Mời các bác nghe thử nhá. Chú ý là các bác nghe ở đây là có loa siêu trầm cho nên là các bác kể nghe tai nghe hoặc nghe loa vi tính hoặc dàn loa có súp thì nghe mới chuẩn được các bác nhá. Tại vì nghe loa điện thoại thì sẽ không nghe được tiếng súp này đâu. Thì coi như là các bác nghe loa điện thoại thì ghép với súp này cũng coi như không ghép với súp thôi. Các bác chỉ nghe được tiếng bass từ hai cái loa Boca này thôi. Đấy, lưu ý là các bác nghe súp phải như vậy. Thank you.
Mùa xuân đó có em. Từ đây test mic cho các bác nhé. Em hát thì nó không hay đâu, gọi là biết hát một chút thôi, nên là các bác thông cảm. Này, ban nào mà hát hay thì giọng hát tốt thì hát cực kỳ là hay luôn. Hàng hóa thì bên em rất là nhiều nhé, chất từ trong ra ngoài, từ trong ra ngoài, từ kho lên đến đây các bác nhé. Hàng hóa rất nhiều nên là rất là bận này các bác, rất là thông cảm. Chân đơn côi khắp một đại lộ buồn, đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa, hơn lắng tâm tư đi vào dị vãng. Từ tình không chung lối bằng nỗi tiếc cho nhau, người lao tái trong tay đối về cùng hẹn hò, dìu em giấc mộng vừa đến thắm môi hồng, đến dài phiêu liên nghẹn ngào trong thương nhớ, bị mai vướng theo trong. Sẽ bỏ lưng tiếng cho các bác nhá. Lưng tiếng khi tắt đi thì cho đèn này nó sẽ màu đỏ các bác nhá. Bây giờ tắt cho các bác nhá. Đang tắt lần tiếng nha các bác nhá. Thank you.
Giờ đây sẽ tắt luôn súp nha các bác nha. Đây sẽ hát thử cho bác nhé. Chỉ có con AV888 này và đôi loa Boca thôi nhá các bác nhá. Người đời chẳng đơn côi khóc mòn ai nỗi buồn, đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa thơm lắng thầm từ đi vào dị vãng, đường tình không chung nỗi mang nỗi tiếc cho nhau. Người lạ tay trong tay lối về không hẹn hò, dù em rất mong mưa tròn tình thắm môi hồng, đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương nhớ vì mai.